rồi, Đại Phúc Vinh CNC chi nhánh Hà Nội xin gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với quý anh chị và các bạn cái sự khác biệt do về hai cái dòng máy mà thời gian gần đây được rất nhiều các anh các chị quan tâm, đó là máy hút 3D và máy hút và ép 3D. Thì bình thường có thể các anh các chị chỉ nghe về các cái dòng máy hút 3D. Nó như trên hình ảnh chúng ta thấy là công nhân đang sử dụng một tấm màng PVC rất là lớn và phủ lên, sau đó lấy khung kẹp lại và di chuyển vào máy để ra nhiệt, sau đó hút 3D vào trong các cái cánh cửa tủ bếp đã được phai huỳnh sẵn, và sản phẩm mà chúng ta đã thấy là trên màn hình. Thì đây là một cái sản phẩm nó rất là thông dụng mà các anh các chị phần lớn đều đã biết, và có một cái lợi thế là cái dòng sản phẩm này có cái chi phí rất là thấp. Đấy, chúng ta có thể đầu tư với giá dưới 300 triệu là chúng ta đã có một cái máy rất là hoàn thiện và làm được rất là nhiều các cái công việc, trong đó phủ PVC. Tuy nhiên, đây chỉ là cái phiên bản tải nhẹ. Thì ngoài cái dòng mà chỉ phủ PVC như anh chị đang nhìn thấy đây, thì chúng ta sẽ có một cái dòng cao cấp hơn. Cái dòng cao cấp hơn này nó chỉ không chỉ ra nhiệt và hút tấm PVC xuống, mà nó sẽ còn một tác dụng nữa là nó có thể có một cái lực ép để tì mạnh lên. Thì bây giờ xin mời các anh chị xem cái sản phẩm là vừa hút vừa ép PVC. Cái sản phẩm này nó có rất là nhiều lợi thế so với cái sản phẩm mà chúng ta vừa xem. Cái lợi thế lớn nhất là nó sẽ tạo ra được nó có thể tạo ra và làm những cái sản phẩm có các cái biên dạng khó hơn rất là nhiều so với cả cái máy chỉ hút không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tấm PVC mà chúng ta mua về, chúng ta không phải mua cái tấm khổ rất lớn với chi phí cao, chỉ với cái tấm mà khổ nhỏ thôi là chúng ta đã có thể làm những cái sản phẩm rất khó như đang thấy trên màn hình, với các cái góc uốn lượn rất là bất quy tắc. Đấy. Và thêm một cái lợi thế nữa là cái nhiệt mà máy ra nhiệt là sẽ không phải ra nhiệt rất là cao, cho nên là cái sự tiêu tốn điện năng của nó cũng không quá cao. Đấy. Nhưng để đạt được những cái lợi ích lớn như vậy thì có một cái vấn đề là với những cái dòng hút ép này thì cái chi phí đầu tư của chúng ta cao hơn rất là nhiều so với những cái máy hút mà các anh chị thấy ở trong phần trước của clip. Tôi có thể thấy là giá nó tương đương khoảng gấp 4 lần. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về máy, anh chị có thể liên hệ với hotline, chúng ta sẽ bàn thêm. Xin cảm ơn các anh các chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip sau. Xin cảm ơn.